Cô chào tất cả Kem. Các Kem các thân mến, hôm nay cô sẽ cung cấp cho Kem bài giảng nói với con của nhà thơ Y Phương. À, bài thơ này nằm trong cái chủ đề trải nghiệm để trưởng thành. Và trong cái chủ đề này thì Kem đã được làm quen với hai văn bản trước đó rồi. Và mỗi một con người khi mà sinh ra, cho đến khi lớn lên, chúng ta đều phải trải qua những cái trải nghiệm. Có những trải nghiệm bằng chính thực tế như qua cái văn bản đầu tiên, tấm bản đồ dẫn đường các em thấy có những trải nghiệm đó là qua trang sách đó là văn bản hãy cầm lấy và đọc và ở đây là trải nghiệm qua những cái lời dạy dỗ của người cha qua những cách mà người cha đã truyền thụ cho con đó cũng là một cách để trải nghiệm các em ạ vậy thì văn bản này cha đã nói với con những gì và thông qua đó người cha muốn nhắn nhủ điều gì với bạn đọc thì cô và kem sẽ cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay trên màn hình của kem đó là chân dung của nhà thơ Y Phương à, bức ảnh đầu tiên đó là nhà thơ Y Phương ở chiến trường B 2 và cái bức ảnh sau đó là chân dung của nhà thơ Y Phương khi mà đã cao tuổi ở về phần tác giả thì trong sách giáo khoa đã cung cấp cho chúng ta một số những cái thông tin về tác giả và nếu các em truy cập internet thì các em sẽ thấy rằng là có rất nhiều những cái thông tin về tác giả Y Phương mà các em cần chú ý. Ở đây cô sẽ giới thiệu các em một vài nét. Sinh năm 1948, mất năm 2022, tên thật là Hứa Vĩnh Xước Như vậy là nhà thơ Y Phương mới mất kem nhé. Và quê quán là ở Trùng Khánh, Cao Bằng, ông chính là người dân tộc Tày. Về sự nghiệp sáng tác thì ông Nhập Ngũ năm 1968, phục vụ trong quân đội đến năm 1981, chuyển về công tác tại Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Cao Bằng Năm 1993 là Chủ tịch Hội Văn nghệ Cao Bằng Năm 2007, ông được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật Đây quả là một giải thưởng cao quý, rất xứng đáng với những gì ông đã cống hiến cho nền văn học nước nhà Đấy là những cái thông tin về tác giả Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những cái thông tin tiếp theo các tác phẩm tiêu biểu người hoa núi lời chúc rồi đàn then phong cách sáng tác của nhà thơ y phương thơ ông thể hiện tâm hồn mạnh mẽ chân thực và trong sáng cách tư duy giàu hình ảnh của người dân tộc miền núi và mang đậm cái bản sắc vùng cao kem sẽ thấy rõ điều này khi mà kem phân tích bài thơ nói với con thể hiện rõ được một cái cách tư duy một cái cách viết một cách nói rất là giàu hình ảnh của người dân tộc miền núi các em ạ Và các em sẽ chú ý lời tâm sự Nhà thơ y phương tác giả của bài thơ nổi tiếng Nói với con đã qua đời ngày 9 tháng 2 năm 2022 Thọ 74 tuổi là tác giả của 9 tập thơ, trường ca, chưa kể các thể loại khác nhưng bao trùm lên tất cả những sáng tác cũng như phẩm cách con người ông là một niềm tự hào mãnh liệt về văn hóa của người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương như vậy thì ngay trong cái lời tâm sự này kem Vũ đã đủ thấy được là nhà thơ đã có những cái đóng góp rất lớn cho cái nền văn học nước nhà và trong các sáng tác của ông thì cơ bản nhất là ông thể hiện một cái niềm tự hào về văn hóa của người đồng mình vậy người đồng minh ở đây là ai và cái nền văn hóa ở trong bài thơ mà ông muốn cung cấp đến cho người đọc là cái gì thì cô và kem sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp sang phần tác phẩm đầu tiên là đọc và chú thích phần đọc này kem sẽ chủ động đọc, đọc ở trong sách giáo khoa giúp cô và cũng quan sát một số các cái chú thích ở dưới chân trang ví dụ như là đan lờ hay là các cái chú thích khác như là người đồng minh vân vân một số các cái chú thích để phục vụ trong quá trình kem tìm hiểu bài mới. hoàn cảnh sáng tác bài thơ này được sáng tác năm 1980 khi đất nước mới được hòa bình và gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn. từ hiện thực ấy nhà thơ đã sáng tác bài thơ như là lời tâm sự động viên chính mình đồng thời nhắc nhở con cái sau này. nếu như mà đọc những cái dòng tâm sự của nhà thơ Y Phương thì ta có thể thấy rằng là bài thơ này trước hết là những cái lời căn dặn của nhà thơ dành cho con gái nhưng khi đó con gái ông mới có một tuổi thôi các em ạ và sau đó thì lớn hơn nữa là ông muốn nhắc nhở cho những cái thế hệ sau lời của người cha với con ở trong bài thơ này chính là lời của thế hệ đi trước nhắc nhở đến thế hệ đi sau và chắc chắn một chút nữa chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy là trong đó có mình có người quê hương dân tộc mình ở trong vậy trong bài thơ Bài thơ được làm theo thể thơ tự do, phương thức biểu đạt chính đó chính là biểu cảm. Và nội dung của bài thơ, bài thơ thể hiện tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi truyền thống, niềm tự hào về quê hương, dân tộc mình. Bài thơ giúp ta hiểu thêm về sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của một dân tộc miền núi, gợi nhắc đến tình cảm đẹp đẽ với quê hương và ý chí vươn lên trong cuộc sống. À, các em biết là đây là một bài thơ trước đây á, là nằm trong chương trình lớp 9. Các anh chị lớp 9 hiện nay đang học theo sách cũ là đang học đến bài thơ nói với con. Và theo cái chương trình giáo dục phổ thông mới thì bài thơ này đưa xuống để học sinh lớp 7 cảm nhận. Một bài thơ khá là dài và cũng mang rất nhiều ý nghĩa trừ tượng. Hay nói khác là bài thơ đề cập đến một cái nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mà chúng ta cần phải giữ gìn. Do đó mà với cái thời lượng và với cái khả năng của học sinh lớp 7 thì cô cũng chỉ phân tích ở mức độ rất là nhẹ nhàng, cơ bản nhất là các em nắm được cái nội dung chính của bài thơ cũng như là những cái điều mà người cha căn dặn ở trong bài thơ này. Chúng ta sẽ sang phần 3 nhỏ là về bố cục. Nhìn trong bài thơ các em đã thấy ngay là bài thơ này có thể phân chia thành hai phần. Phần 1 chính là khổ thơ đầu tiên là lời của người cha nói với con về tình cảm của nguồn sinh dưỡng của mỗi con người. Ở đây cô dùng từ cội nguồn sinh dưỡng. Chứ sinh dưỡng, sinh dưỡng có nghĩa là sinh ra và dưỡng dục. Như vậy thì Kem sẽ thấy rằng là sinh ra và dưỡng dục thì nó sẽ có một cái cụm từ rất là khái quát sẽ nhắc đến cả gia đình, nhắc đến cả quê hương, làng xóm. Đấy Kem. Sang phần 2 là phần còn lại. Người cha nói với con về những truyền thống cao đẹp của quê hương và mong muốn con tiếp nối truyền thống đó. Đấy chính là bố cục hai phần và chúng ta sẽ đi tìm hiểu theo bố cục hai phần này mạch cảm xúc của bài thơ bài thơ này đi từ tình cảm gia đình mở rộng ra là tình yêu quê đất nước từ đó bộc lộ mong muốn của người cha muốn gửi gắm đến cho con của mình về tương lai của đất nước mạch cảm xúc tức là khơi nguồn cho cái cảm xúc của nhà thơ đầu tiên phải kể đến đó là tình cảm gia đình trước đã rộng hơn nữa đó là tình yêu quê đất nước, để từ đó người cha mong muốn về con mình trong tương lai phải kế tục được những cái truyền thống xứng đáng của quê hương. Đấy là cái mạch cảm xúc của bài thơ. Chúng ta sẽ đi khai thác nội dung của bài thơ để hiểu được cái mạch cảm xúc này. Sang phần 2 là phần khám phá văn bản. Một, cha nói với con về tình cảm cội nguồn của con người. Cái chữ cội nguồn ở đây cũng giống như từ sinh dưỡng kem chú ý như vậy. Cô có các câu hỏi trên màn hình Em quan sát Câu 1 Bài thơ nói với con thể hiện tình cảm của cha đối với con Nhưng qua đó Nhà thơ còn hướng tới những đối tượng nào khác Chi tiết nào cho em biết điều đó 2. Qua bốn câu thơ đầu Em hình dung được khung cảnh gì Thể hiện qua những chi tiết hình ảnh nào Qua đó cha muốn nhắc nhở con điều gì 3. Mối quan hệ của con và quê hương được thể hiện như thế nào trong đoạn thơ? giả sử dụng biện pháp tu từng nào em hiểu được điều gì về con người quê hương cha muốn nói với con điều gì qua những lời thơ đó Đây là các câu hỏi để chúng ta thực hiện phần khám phá văn bản ở trong đoạn 1 và cô bảo kem sẽ lần lượt đi trả lời các câu hỏi ở trên nhé đầu tiên kem có thể thấy nói với con trước hết chủ thể của lời nói là cha và đối tượng tâm tình hướng tới đầu tiên là con thế và như lúc nãy thì cô có nói với các em bài thơ này được viết được dành tặng cho con gái khi mà con gái của nhà thơ y vương mới một tuổi như vậy thì có lẽ là đứa trẻ này cũng chưa cảm nhận hết được những cái điều mà người cha muốn nói bởi vì mục đích của người cha không phải chỉ dành tới hộ đối tượng là con mà mượn lời nói với con để tác giả muốn nhắn nhủ tới tất cả bạn đọc nhắn nhủ đến thế hệ mai sau và cụm từ mà thể hiện rõ nhất điều đó là người đồng mình. Trong bài thơ em thấy xuất hiện các cụm từ người đồng mình, người đồng mình yêu lắm con ơi, người đồng mình thương lắm con ơi hoặc là người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương. Người đồng mình ở đây được giải thích là người miền mình, người vùng mình, những người sống chung một miền quê, một dân tộc. Thế như vậy thì cái cụm từ người đồng mình này nó không còn dừng lại ở những người ở miền núi nó không còn dừng lại là người ở quê hương dân tộc tày nơi mà nhà thơ y phương đang sinh sống bởi vì cái cụm từ người đồng mình nó rất là rộng nó không chỉ là người ở vùng mình người miền mình mà đây là người sống chung một mảnh đất quê hương đều gọi là người miền mình thế vậy thì chúng ta sẽ thấy có chúng ta ở trong đó sẽ có thấy tất cả những người dân tộc việt nam đều được gọi là người miền mình người đồng mình em thấy vậy thì khi mà tác giả ngợi ca những cái phẩm chất cao đẹp của người đồng mình nghĩa là tác giả đang ngợi ca vẻ đẹp ngợi ca những phẩm chất cao đẹp của tất cả người dân trên đất nước việt nam và lời của người cha nói với con chính là lời của thế hệ đi trước dành cho tất cả những người con ở những thế hệ sau đấy kem có thể thấy được điều đó cái cụm từ người đồng mình đã nói lên tất cả kem nhé cụm từ này mang một cái ý nghĩa khái quát rất là lớn ở trong bài thơ. Chúng ta sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi tiếp theo. Phân tích bốn câu thơ đầu để cảm nhận được cái tình cảm cội nguồn của người cha nói với con ở trong bài này. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ. Một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Em chú ý vào các cái từ ngữ mà cô in đỏ ở trên màn hình của cô. Đây là các từ ngữ trọng tâm mà chúng ta cần phải khai thác. Và Kem thấy rõ ràng, bước tới cha, bước tới mẹ. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ. Thế rồi tiếng nói, tiếng cười, tất cả những cái từ ngữ này giúp Kem gợi về điều gì? Đầu tiên là gợi về một hình ảnh của một em bé đang tập đi tập nói. Bước tới cha, bước tới mẹ em bé đang tập đi tập nói trong sự nâng niu dìu dắt yêu thương của cha mẹ mỗi một bước đi của em đều có cha mẹ ở bên dìu dắt một bên là mẹ một bên là cha và các em thấy rõ ràng là ở đây thể hiện rất rõ cái cách tư duy của người miền núi không phải là chân phải thì em bước sang cha chân trái em bước sang mẹ không phải đâu các em ạ mà ở đây muốn nói chân phải có cha nâng đỡ bên trái thì có mẹ dìu dắt em bé đang tập đi mà một bước chạm tiếng nói hai bước tới tiếng cười em bé vừa tập đi thì sẽ vừa tập nói mỗi bước đi mỗi tiếng nói tiếng cười của con đều có cha mẹ ở bên để chờ đón để nâng niu để vỗ về thế vậy thì bốn câu thơ này gợi về khung cảnh gì khiêm chắc chắn khiêm tưởng tượng ra rồi đó là một khung cảnh gia đình thật nhỏ bé nhưng đầm ấm, yêu thương, cuốn quýt vang dột tiếng nói, tiếng cười. À, có thể là có những bạn nào đó đang hình dung, hình dung một khung cảnh mà có bố, mẹ và người con đang nô đùa trên một bãi cỏ, đang nô đùa ở trong một cái khu sân nào đó, trong đó cha đang chờ đón con đi những cái bước đi chập chững đến mình, mẹ cũng đang chờ đón con chạy lại phía bên mình trong cái tràn ngập cái tình yêu thương trong tràn ngập với tiếng nói cười tiếng vui tiếng đùa của cha của mẹ và của con vậy thì nói với con điều này cha muốn nói với nhắc nhở con điều gì nhắc về cho con để cho con thấy được gia đình chính là cội nguồn đầu tiên của con em ạ à. gia đình là cội nguồn đầu tiên luôn yêu thương và là cội nguồn sinh dưỡng của con và nếu gia đình là cội nguồn sinh dưỡng của con, gia đình sinh ra con, nâng đỡ, che chở, nuôi dưỡng con, thì nhắc nhở con. Đây là một tình cảm thiêng liêng và con phải luôn ghi nhớ. Đấy là cội nguồn thứ nhất của con, kem ạ. Nhưng kem biết là ở trong phần 1, tác giả không chỉ nhắc đến gia đình mà còn dùng cụm từ người đồng mình. Vậy, cha muốn nhắc đến cội nguồn thứ hai của con đó chính là quê hương. Kem chú ý vào các câu thơ tiếp theo. Người đồng mình yêu lắm con ơi, kem chú cho cô tự yêu lắm. Đan lờ cài nan hoa, bách nhà khen câu hát. kem chú ý tiếp lên trên màn hình cái từ yêu lắm đan lở vách nhà ở đây cô đã in đập để kem sẽ quan sát và kem sẽ chú ý cô người đồng mình yêu lắm con ơi yêu ở đây được hiểu thế nào đó là người đồng mình rất yêu con người đồng mình rất yêu con người đồng mình thì lúc nãy cô đã giải thích cho kem rồi ở đây không chỉ dừng lại ở người vùng quê hương xứ sở nữa, mà nói rộng ra, đó là người trong cả dân tộc, cả đất nước Việt Nam. Yêu lắm, rất yêu con, dành cho con một tình cảm hết sức là đặc biệt. Đấy là cục từ người đồng bình ở đây. Em ơi, trước hết, chúng ta có thể thấy, đó là tình cảm của người đồng bình dành cho con. Các từ tiếp theo như là đan lờ cải nan hoa, tất nhà khen câu hát em xem chú thích ở trong sách giáo khoa dưới chân trang em đã hiểu được đan lờ ở đây là gì rồi đó là một công việc đan những cái dụng cụ bắt cá em quan sát ở trên màn hình đây là cái dụng cụ bắt cá được đan được đan bằng những cái nam tre nan nứa đấy một công việc hết sức là cụ thể vậy ở đây tác giả đã gợi về một cái công việc vô cùng là cụ thể của người miền núi cuộc sống cũng thế vách nhà đan lờ vách nhà công việc rất là cụ thể dựng nhà dựng cửa kiếm sống mưu sinh nhưng cài đan hoa ken câu hát kem thấy cuộc sống rất là vất vả nhưng thông qua các từ cài ken kem chú ý nhé cài đan hoa đan những cái dụng cụ bắt cá không phải chỉ là cài những cái nan tre nan nữa mà còn đan cài vào trong đó Đan hoa hoa ở đây là biểu trưng cho cái đẹp biểu trưng cho sự lạc quan đủ để thấy được cái đôi bàn tay khéo léo khéo đến mức mà người ta cảm nhận được là những cái nan tre này này nó bỗng biến thành những cái nan hoa thế rồi vách nhà ken câu hát khi mà dựng nhà dựng cửa thì người dân miền núi vừa làm vừa chen vào đó những câu hát đủ để thấy cuộc sống rất là lạc quan tâm hồn rất là phong phú ta có thể thấy kem ạ, à, cuộc sống tuy là vất vả khó khăn nhưng vô cùng lạc quan khéo léo đáng yêu tài hoa lãng mạn để thấy được cái đời sống tâm hồn của người dân miền núi vô cùng là phong phú. đấy là về cái tình cảm của người đồng mình dành cho con. ở đây kem thấy rừng cho hoa con đường cho những tấm lòng. Từ ngữ ở đây phải được hiểu như thế nào phải được hiểu như thế nào Kem em quan sát rừng cho hoa hoa ở đây á hoa ở đây là muốn nói tới cái đẹp các em ạ à. hoa là muốn nói tới cái đẹp rừng thì đương nhiên ở rừng thì sẽ có hoa thế nhưng tác giả không chỉ muốn nói là ở người ta sống ở rừng thì rừng sẽ cho người ta hoa hoa đây biểu tượng cho cái đẹp biểu tượng cho sự thơ mộc đấy chính là hoa con đường cho những tấm lòng các em ạ à. em sẽ quan sát tiếp cho cô đây em quan sát hình ảnh của những con đường hình ảnh của những con đường những con đường ở trên bảng trên thung những con đường này nó đã nâng bước chân con những con đường này đã đào tạo nên những con người ở miền núi thật vững chãi thật kiên cường và khi mà con đi trên con đường này thì con đường cho những tấm lòng hình ảnh hoa để nói về cảnh quan của rừng hoa vừa gợi vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên núi rừng vừa là biểu tượng cho vẻ đẹp của con người ở quê hương đấy chính là tâm hồn của họ và những tấm lòng ở đây đó là gì đó là những cái tấm lòng bao dung nhân hậu thông qua biện pháp tu từ nhân hóa điệp từ cho điệp từ cho con đường cho rừng ừ. cho thiên nhiên quê hương rất là hào phóng ban tặng cho con tất cả những gì đẹp đẽ nhất thơ mộng nhất của núi rừng khi mà con lớn lên và con bước đi trên con đường đó tấm lòng ở đây đó là những tấm lòng cao cả những tấm lòng bao dung nghĩa tình con người ở quê hương bao dung nghĩa tình cao đẹp như thế nào sẽ truyền cho con tất cả ban tặng cho con tất cả những cái tấm lòng đó đủ để thấy được con được lớn lên với cái thiên nhiên thơ mộc và rất là nghĩa tình. đấy chính là hình ảnh con đường cho những tấm lòng cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời cha mẹ luôn nhớ về cội nguồn và chính vì nhắc nhở con, con phải nhớ về cội nguồn nhớ về quê hương kem ạ à. bởi vì quê hương nuôi dưỡng con cả về tâm hồn và lẽ sống. nói một cách dễ hiểu khi con lớn lên ở trên quê hương này, con sẽ được kế thừa tất cả những vẻ đẹp của quê hương. Con được kế thừa những cái phẩm chất, những đức tính cao đẹp của người đồng mình. Hay nói một cái khác, người đồng mình ban tặng cho con tất cả những cái vẻ đẹp cũng như là truyền thống của quê hương. Bởi vậy mà nuôi dưỡng tâm hồn con ngay từ khi con còn bé nhỏ. Chúng ta sẽ quay trở lại màn hình để chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Đây, các em quan sát tiếp ở trên màn hình. Các em có thể thấy, đời sống của người đồng mình vô cùng lạc quan khéo léo đáng yêu tài hoa lãng mạn. Và ở đây tác giả muốn nhắc đến hình ảnh của quê hương, quê hương ban tặng cho con cái đẹp, nuôi dưỡng cho con cả về tâm hồn và lối sống kem ạ. Đấy là hình ảnh của quê hương em sẽ quan sát tiếp để các em sẽ thấy đấy, thông qua đó để tác giả muốn nói với chúng ta điều gì quê hương không chỉ là nơi con được sinh ra lớn lên mà còn là nơi hôn đúc nuôi dưỡng nghị lực sống và tâm hồn của con nói đến quê hương là nói đến những con người xứng đáng là mẫu hình về mọi mặt để cho con noi theo để trưởng thành đấy chính là con đường cho những tấm lòng là vì vậy ở nơi đây sẽ có rất nhiều những con người cương cương trực, chăm chỉ, trung thủy, lạc quan, vui vẻ, yêu đời, nghị lực, vân vân Rất nhiều những con người như thế, họ sẽ là những con người, những tấm gương sáng để con có thể học tập, để con có thể noi theo và con trưởng thành. Vậy, quê hương rất nghĩa tình, quê hương che chở cho con, quê hương nuôi dưỡng nghị lực sống cho con. Thông qua biện pháp nghệ thuật ẩn nhân hóa ẩn dụ nhắc nhở con, con phải yêu mến, tự hào về quê hương xứ sở kem ạ. À? Vậy các em thấy, ở trong phần này, tác giả tập trung nói về hai cội nguồn sinh dưỡng của con người. Một là gia đình, gia đình yêu thương con vô điều kiện. Và đó là một thứ tình cảm thiêng liêng nhắc nhở con phải ghi nhớ quê hương thì nuôi dưỡng cho con nghị lực sống, nuôi dưỡng cho con tâm hồn, con phải yêu mến, tự hào về quê hương xứ sở. Đó chính là tình cảm cội nguồn. Tình cảm cội nguồn vừa thiêng liêng vừa cao quý. Gia đình thì thiêng liêng, quê hương thì cao quý. Và rất đáng tự hào. Nhắc nhở con phải khắc cốt nghi tâm. Cũng giống như cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới. Bởi vì ngày cưới là cội nguồn của gia đình kia mà. Ngày cưới là cội nguồn của gia đình, cũng là cội nguồn của con. Cha mẹ luôn nhớ về cội nguồn. Nhắc nhở con cũng phải nhớ về cội nguồn như thế. Đấy là cái nội dung thứ nhất. Chốt lại nội dung thứ nhất thì kem quan sát trên màn hình những cái nội dung cơ bản như sau. Nói với con về tình cảm cội nguồn, gia đình là yêu thương, là cội nguồn sinh dưỡng của con. Đó là tình cảm thiêng liêng nhắc con phải luôn ghi nhớ. Quê hương đã nuôi dưỡng nghị lực sống và tâm hồn con và con phải yêu mến tự hào về quê hương xứ sở. Đây là chốt lại trong phần 1 kem có thể ghi. Chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu sang phần 2. Hai. hai là truyền thống cao đẹp của quê hương và mong muốn của cha về con. Các em sẽ chú ý phần 2. Phần 2 chính là đoạn thơ tiếp theo. Trong phần 2, nhà thơ đã nói với con về những đích tính cao đẹp nào của người đồng mình từ đó nhắc nhở con trên đường đời cần phải sống như thế nào? Đây chính là câu hỏi chúng ta cần khai thác. Câu hỏi này rất là khái quát kem nhé. Nói về những đức tính cao đẹp nào của người đồng mình, đây là toàn bộ những cái nội dung ở trong phần 2 mà chúng ta cần phải chỉ ra và mong muốn của cha về con. Chúng ta sẽ quan sát. À, trong phần 2, để dễ theo dõi, cô chia ra thành hai đoạn nhỏ. Đoạn đầu gồm có 9 câu thơ đầu tiên. Người đồng mình thương lắm con ơi cho đến không lo cực nhọc và các em cũng chú ý tới các cái từ ngữ mà ấy đập ở trên màn hình thương lắm cao đo nỗi buồn xa nuôi trí lớn hoặc là trên đá trong thung nghèo đói không lo cực nhọc đây là những cái từ trọng tâm mà các em cần phải lưu tâm chú ý người đồng mình thương lắm con ơi lần thứ hai tác giả tiếp tục nhắc lại người đồng mình cái sự nhắc lại đó chính là thể hiện niềm tự hào của người cha. Từ thương lắm, từ thương lắm em ạ. À. Thương ở đây đó là rất là cần cù, rất là đáng thương. Không phải là thương hại các em nhé. Rất đáng thương bởi vì người đồng mình sống rất vất vả, rất nghèo đói. Đấy là sự đáng, đấy là sự đáng thương. Và sống rất là yêu thương, gắn bó. Qua đó để thấy được cái sự thấu hiểu, đồng cảm của người cha đối với người đồng mình. Cha hiểu được cuộc sống của người đồng mình vô cùng khó khăn vất vả, nhưng tình cảm thì lại vô cùng yêu thương gắn bó. Đây là cái đức tính đầu tiên của người đồng mình. Các bạn sẽ chú ý tiếp cho cô về thơ Cao đo nỗi buồn xa nuôi trí lớn. Một cái cách nói giàu hình ảnh của người miền núi. Tác giả lấy cái cao của trời, lấy cái xa của đất để so sánh với nỗi buồn và trí lớn. Lấy cái cao của trời để đo tầm cỡ nỗi buồn. Để thấy được cái nỗi buồn dù có lớn đến mấy thì cũng trở nên nhỏ bé. Thấy cái xa của đất để nói về trí lớn đủ để thấy được người đồng mình nuôi trí lớn từ xa. Đó là những con người có ý chí, có nghị lực sống mãnh liệt. Nỗi buồn được cụ thể hóa bằng chiều cao, trí thì được đo bằng độ xa cái mặt sống trên đá không chê đá ngập ghềnh sống trong thung không chê thung nghèo đói kem chú ý cho cô cụm từ trên đá trong thung họ sống trên đá sống trong thung đủ để thấy cuộc sống của họ làm sao rất là vất vả rất là khó khăn thiếu thốn nhưng nhưng mà họ không chê kem ạ đó là những con người chịu thương chịu khó gắn bó thủy chung nghĩa tình gắn bó với quê hương sống trên đá rất khó khăn nhưng không chê thông nghèo đói kèm quan sát các cái từ không chê được lặp lại ở trong hai câu thơ này không chê đá không chê thông nghèo đói không chê nghĩa là thủy chung tình nghĩa gắn bó đấy chính là không chê kem ạ à. ở đây cô khai thác thêm để kem thấy sống trên đá sống trong thung cụm từ sống được lặp lại để khẳng định một cái bản lĩnh kiên cường bất chấp khó khăn gian khổ nó như một cái phương châm một bản lĩnh sống sống trên đá cũng không chê khổ đến mấy dù quê hương khó khăn mất vả đến mấy nhưng họ không chê họ vẫn thủy chung gắn bó với quê hương để tạo dựng cuộc sống cho riêng mình đấy là những cái phẩm chất rất là cao đẹp của người đồng mình các em ạ à. các em chú ý tiếp câu thơ không lo cực nhọc sống như sống như suối lên thác xuống gành không lo cực nhọc cái câu thơ lên thác xuống gành cũng đủ để thấy được cuộc sống vô cùng bấp bênh tạm bỡ lúc lên lúc xuống nhưng không lo cực nhọc họ không lo cực nhọc bởi vì sao đó là một lối sống rất là phóng khoáng đầy nghị lực sống như sông như suối sống mạnh mẽ không gì có thể ngăn cản được mãnh liệt đầy ắp nghĩa tình như sông như suối dù lên thác xuống gành nhưng vẫn không lo cực nhọc vẫn đầy sự yêu mến tự hào về quê hương đây là những đức tính rất cao đẹp của người đồng mình được thể hiện qua chín câu thơ đầu tiên em ạ à, chúng ta khai thác tiếp những câu thơ tiếp theo đây là tám câu thơ còn lại đây cũng là những câu thơ thể hiện những đức tính tốt đẹp của người đồng mình và kem đặc biệt chú ý cho cô các từ ngữ mà cô yêu thô sơ da thịt nhỏ bé và tự đục đá kê cao quê hương. Người đồng mình thô sơ ra thịt. Ba cái từ in đậm này, em thấy thô sơ. Thô sơ là muốn nói về cái hình thức, ngoại hình của người đồng mình. Nó thô, nó xấu xí, nó mộc mạc, nó giản dị. Chẳng mấy ai nhỏ bé. Mặc dù bề ngoài thì có vẻ như là thô sơ mộc mạc đấy. Nhưng tâm hồn chẳng nhỏ bé nghĩa là tâm hồn vô cùng lớn lao cao đẹp, không hề nản chí, không hề chùn bước trước khó khăn, không hề cúi đầu trước khó khăn mà vẫn luôn luôn ngẩng cao đầu. đấy là chẳng mấy ai nhỏ bé nghe mà ta có thể thấy cái phẩm chất tiếp theo của người đồng mình giàu lòng tự trọng, dù trong hoàn cảnh đến mấy khó khăn đến mấy cũng luôn ngẩng cao đầu. đấy là giàu lòng tự trọng và có khát vọng xây dựng quê hương người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương các bạn cái từ tự đục đá ở đây đủ để thấy được họ xây dựng quê hương bằng bản lĩnh bằng ý chí bằng chính đôi bàn tay của mình mà không dựa dẫm vào bất cứ điều gì khác đó chính là khát vọng xây dựng quê hương chúng ta sẽ hướng lên màn hình để nghe cô quan sát để nghe cô phân tích người đồng mình thô sơ ra thịt họ có thể thô giáp nói không hay, làm không khéo, làm ra mái tóc rãi dầu mưa nắng, nhưng phẩm chất không hề nhỏ bé tầm thường, không bao giờ cúi đầu, đấy là lòng tự trọng. Người đồng mình tự lực, tự cường, tự xây dựng quê hương bằng chính bàn tay khối óc, bằng chính sức lao động của mình, bằng chính cái ý chí, nghị lực và niềm tin của mình, không dựa dẫm vào bất cứ ai. Và cô luôn nhắc các bạn, người đồng mình ở đây là người dân tộc là người trên quê hương đất nước Việt Nam. Đó chính là cái bản lĩnh, đó chính là khát vọng xây dựng quê hương các em à. Và họ xây dựng quê hương, đưa quê hương có thể sánh ngang với các cường quốc Nam Châu và giữ gìn cái phong tục tập quán của quê hương, những cái nét rất là đẹp. Chốt lại ở trong phần 2, chốt lại trong phần 2, những đức tính cao đẹp của người đồng mình gồm có bốn cái đức tính ở trên bạc mà cô đang chiếu lại Chiếu lại để kem dễ hình dung ra. Giàu tình yêu thương, có ý chí, nghị lực sống mãnh liệt. Sống chịu thương, chịu khó, thủy, chung, tình nghĩa. Gắn bó với quê hương. Giàu lòng tự trọng, có khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp và có tinh thần tự lực tự cường. Chúng ta sang phần tiếp theo, vẫn ở trong phần 2. Nội dung thứ hai đó là điều mà cha mong muốn ở con. Điều cha mong muốn ở con kem chú ý vào các cái dòng thơ mà cô in đọc. Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn. Sống trên đá không che đá ngập gần. Sống trong thung không che thung nghèo đói. Sống như sông như suối. Lên thác xuống gần. Không lo cực nhọc. Như vậy em thấy này. Nói với con về những đức tính cao đẹp của người đồng mình. Thực chất là cha đang thể hiện mong muốn của cha về con kem nhé. chính như vậy mà những lời thơ này này vừa là thể hiện những đức tính cao đẹp nhưng cũng là thể hiện cái mong muốn của cha về con kem chú ý trên màn hình của cô đây dẫu làm sao thì cha vẫn muốn cho dù cuộc sống cũng như thế nào sau này dù có khó khăn đến mấy thì cha vẫn mong muốn ở con đó là một cái mong muốn một cái khát khao thật cháy bỏng thật mãnh liệt của cha dành cho con con không được khuất phục các bạn rõ, lưu ý như vậy. Nói với con về những đức tính cao đẹp của người đồng mình, cha đang mong con tự hào và khát vọng xây dựng quê hương, kế tục truyền thống đáng tự hào của dân tộc. Người dân tộc, người đồng mình có những phẩm chất cao quý nào thì con phải tự hào về nó và con phải kế tục truyền thống đáng tự hào của dân tộc đó. Đấy chính là mong muốn của cha về con con phải làm gì sống thủy chung tình nghĩa với quê hương sống trên đá con không được chê con không sống trong thung con cũng không được chê con phải thủy chung với quê hương giống như người quê hương mình đã từng sống em ạ à. rồi kem sẽ chú ý cho cô đoạn thơ tiếp theo đoạn thơ tiếp theo có nơi tuy thô sơ da thịt lên đường không bao giờ nhỏ bé được nghe con đây cũng là bốn câu thơ thể hiện cái mong muốn một cái khao khát mãnh liệt của người cha dành cho con. Tuy thô sơ ra thịt, con là người đồng minh, con sẽ mang cái hình hài thô sơ xấu xí của người đồng mình Nhưng con không vì thế mà thiếu tự tin, con không vì thế mà chùn bước, con không vì thế mà cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, con phải tự tin hơn, lên đường không bao giờ nhỏ bé được, rất cương quyết, rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nghiêm khắc cha mong con mong con ở một cái tương lai sau đó nhắc con lên đường lên đường là khi con trưởng thành cái em ạ dù bất cứ ở đâu đi bất cứ nơi nào phải tự tin vững bước không bao giờ được sống một cách tầm thường phải luôn giữ lấy cốt cách giản dị ý chí của dân tộc để vững bước đấy là mong muốn của cha dù khó khăn đến mấy con không bao giờ được nhỏ bé em thấy không bao giờ được nhỏ bé, không được cúi đầu trước khó khăn mà phải giữ được cái cốt cách cái bản lĩnh của người đồng mình, mong muốn của cha về con. Em thấy qua những mong muốn của cha về con, em hiểu được điều gì về tình cảm của cha với con và với quê hương dân tộc. Em có thể thấy rõ ràng điều này. Tình cảm điều gì, tình cảm gì của cha với con và tình cảm của cha đối với quê hương dân tộc. Em hướng lên màn hình em thấy qua đó thể hiện được cái tình yêu con của người cha mong muốn sau này con lớn khôn trưởng thành con phải là một người tốt giống như người của quê hương mình và cũng thông qua đó là lời của người cha của người thế hệ đi trước nhắc nhở cho thế hệ sau nhắc nhở cho thế hệ trẻ sau cần phải vự tự tin vững bước trên con đường đời nhắc đến thế hệ sau chính là thể hiện tình yêu quê hương dân tộc đó là lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước của người cha mong muốn con chính là mong muốn kế tục cái sự nghiệp, cái tinh thần, cái bản lĩnh, cái phẩm chất tốt đẹp mà người đồng mình đã từng có. Và các con thế hệ sau phải luôn luôn ghi nhớ, phải tự hào về mình đã được sinh ra trên quê hương đất nước Việt Nam, mình phải biết yêu dân tộc mình phải tự hào về quê hương xứ sở và kế tục những cái bản sắc văn hóa dân tộc mà cha ông ta đã từng gây dựng như vậy kem có thể thấy à, quay trở lại hoàn cảnh ra đời của bài thơ bài thơ này được sáng tác năm 1980 khi mà đất nước vừa mới giải phóng và đất nước lúc bây giờ còn rất là khó khăn và cha muốn nói với con cần phải giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc dù khó khăn đến mấy con phải giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống cần cù sống nghĩa tình thủy chung yêu thương gắn bó đoàn kết tự lực tự cường tất cả những phần đó đều là bản sắc văn hóa của dân tộc ta con phải luôn ghi nhớ và giữ gìn nó đấy chính là nói với con kem ạ à. chốt lại ở bản văn bản này kem sẽ chú ý nói với con thứ nhất nói về tình yêu thương của cha mẹ với con, thứ hai nói về tình yêu thương của quê hương đất nước dành cho con, quê hương này đã bao dung, đã che chở, đã nuôi dưỡng tâm hồn con và nói với con những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. theo mà đấy là nói với con. để từ đó mong muốn cha mong muốn ở con, cha mong muốn điều gì? Thế em sẽ thấy rất là rõ sống thủy chung nghĩa tình với quê hương dù khó khăn đến mấy không được phản bội không được đầu hàng sống phải tự hào kế tục và phát huy với truyền thống quê hương phải tự hào về điều đó và cần phải tự tin vững bước trên con đường đời khó khăn đến mấy không được khuất phục không được cúi đầu không được đầu hàng đấy là tất cả những nội dung chính ở trong văn bản nói với con mà cô muốn truyền đạt đến cho các em trong bài này chúng ta chốt sang cái phần ý nghĩa nhan đề của bài thơ. Phần này cô mở rộng thêm một chút để à, những bạn nào học sinh giả sử như học sinh lớp 9 mà có theo dõi cái video này của cô thì các em cũng có thể hiểu thêm à, ý nghĩa nhân đề của bài thơ. Bài thơ là nói với con, nó rất là độc đáo đúng không các em? Nói với con, thông thường thì chỉ là mẹ nói thôi, còn đây lời của cha, cha nói những cái lời tâm tình thủ thì nhưng lại vô cùng có ý nghĩa ba chữ ngắn gọn nhân đầy đã vẽ ra trước mắt ta một bức tranh về người cha cùng đứa con thân yêu của mình đang ngồi trò chuyện với nhau người cha tỉ mỉ nói với con nghe nói cho con nghe về truyền thống của quê hương về những điều con phải nhớ để thông qua đó nói với con chính là lời dặn của con về lời dặn con nhớ về cội nguồn về nơi trôn rau cắt rốn mà nó còn là lời dặn tới thế hệ tương lai tới thế hệ sau này phải luôn ghi nhớ tới cội nguồn của mình nhớ đến gia đình quê hương tình nghĩa để sống sao cho phù hợp và cư xử sao cho đúng đắn. em ạ, à, như vậy em thấy là bài thơ này rất hay đúng không nào? Nó nằm trong chủ đề trải nghiệm để trưởng thành. À, lời căn dặn của cha chính là những trải nghiệm. Cha nói cho con về những đức tính của người đồng mình chính là những trải nghiệm và thông qua những trải nghiệm đó con phải trưởng thành hơn con phải có cách cư xử để sao cho đúng đắn hơn. Đấy chính là ý nghĩa của bài thơ. Sang phần ba la mã là phần tổng kết. Về nghệ thuật, thể thơ tự do, rồi giọng điệu thiết tha chiều mến và đặc biệt nhất là cái cách diễn đạt rất là đặc trưng của người miền núi, vừa cụ thể mộc mạc và vừa có tính khái quát. Về nội dung, mượn lời nói với con, Y Phương đã thể hiện tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương. Bài thơ giúp ta hiểu thêm về sức sống, về vẻ đẹp tâm hồn của một dân tộc miền núi, gợi nhắc tình cảm gắn bó với truyền thống, với quê hương và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Đấy chính là nội dung về nghệ thuật và nội dung của bài thơ nói với con. À, văn bài học hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Rất cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tất cả những video bài giảng của cô từ lớp 6 đến lớp 9, đặc biệt là chương trình ôn thi sau này. Chào và hẹn gặp lại các em.